Nếu cô không đưa tôi 2.000 vạn để qua được ải này, cô cũng biết tôi là người thế nào mà. Chị Khúc, tôi thật sự không biết chị có thật sự đi vào đường cùng hay không. Tóm lại, nửa năm nay tôi cũng rất xui. Chị xem, đầu tiên là đầu tư vật tải biển, 8 cái thuyền đều bị bọn Nhật cho nổ chìm hết. Sau đó thấy tình hình không ổn, tôi lại đi bán vàng. Vừa mua giá vàng liền giảm mạnh. Chị đừng nói 2.000 vạn, đến 1.800 vạn tôi cũng không biết có thể xoay sở được hay không nữa. Cô bớt giả vờ trước mặt tôi đi. Tôi xin thề, những gì tôi nói đều là thật. Cho dù chị có ép chết tôi cũng không thể xoay sở được 2.000 vạn. Được, vậy cô đi đi. Xem ngày mai ngân hàng của các cô sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Cùng lắm là đóng cửa thôi. Dù gì cái ngân hàng này cũng trụ không đổi bao lâu. Tạm biệt. Không được đi, đừng hòng đi được. Các người muốn làm gì đây? Có gan thì giết tôi đi. Dù gì thì bây giờ, trước khi tôi đi ngủ, cũng không mong ngày mai có thể tỉnh dậy được. Bởi vì bây giờ tôi thật sự không muốn lo cái đống hỗn loạn này nữa. Nhanh đi, một là ra tay, hai là tránh ra. Đường Lan, chị Khúc, chúng ta không phải là đang ở chợ rau, cũng không phải đang mua rau bán rau. Nếu chị không có thành ý thì không cần lãng phí thời gian. Được. Đường Lan, cô là đối thủ khó đối phó nhất tôi từng gặp đó. Tôi bái phục cô. 1.800 vạn thì 1.800 vạn. Có điều tôi có một điều kiện. Tôi dự định 5 ngày sau sẽ rời khỏi tù giới, không quay về nữa. Cho nên trong vòng 5 ngày này, cô phải xoay sở được số tiền này cho tôi. Toàn bộ phải là tiền mặt. 5 ngày. Thời gian ngắn như vậy, tôi đi đâu xoay sở nhiều tiền như vậy chứ? Cô sẽ có cách thôi. Nhớ lấy, không được trễ phút nào. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô cũng không muốn tôi và đàn em của tôi bám lấy, học làm ăn cả đời với cô đúng hay không? Trong vòng 5 ngày phải xoay sở được 1.800 vạn, vốn dĩ là không thể. Hơn nữa, bây giờ vốn lưu động của ngân hàng chỉ có 780 vạn. Cô phản đối làm như vậy? Cô cũng phản đối. Chúng ta cần gì phải nhân nhượng người họ Khúc đó? Đúng vậy, nếu bà ta thật sự có thành ý thì nên cho chúng ta 3 tháng để xoay sở tiền. Nguyệt Lượng, anh nói có phải không? Phải đó. Được rồi, các con đừng nói nữa. Chuyện này dì đã quyết định rồi. Nếu thật sự không xoay sở được tiền, dì định bán tháo cổ phiếu lấy tiền mặt. Nếu còn không được thì bán luôn 30.000 lượng vàng trong tay. Nếu thật sự không được nữa, dì đi tìm những ông chủ lớn khác mượn tiền. Dì Lan, không được. Như vậy ngân hàng của chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Lỡ như làm không tốt, người ngoài sẽ nghĩ ngân hàng chúng ta sắp phá sản. Đúng vậy dì Lan, chuyện lớn như vậy, hay là hỏi ý kiến cha đi. Viện trưởng vừa gọi điện cho dì, nói tình hình của cha con đang trở nặng, vừa mới uống thuốc giảm đau, thuốc an thần rồi ngủ đi. Nói chúng ta đừng làm phiền ông ấy. Hơn nữa, hiện giờ bệnh tình của ông ấy nặng như vậy, chuyện chúng ta có thể giải quyết được thì đừng có làm phiền ông ấy. Thôi đi, dì nói thế nào thì làm thế ấy. Quyết định như vậy đi. Bây giờ các con nghĩ cách đi xoay sở 780 vạn. Tinh Tinh, con phụ trách bán vàng và cổ phiếu ra ngoài, giá nào cũng được. Bây giờ dì đi tìm ông chủ Mã thương lượng chuyện mượn tiền. Tóm lại, phải tranh thủ từng giây từng phút, không được bỏ lỡ giây phút nào hết. Mẹ, con còn nhớ người mẹ này hay sao? Nửa tháng không về nhà một lần, đến anh của con bị bệnh cũng không đi thăm. Con ở Macau bận làm ăn mà. Hơn nữa, ở tù giới con không có chỗ đứng. Vậy hôm nay về đây làm gì chứ? Nếu có chuyện gì làm cho mẹ không vui thì đừng có nói. Mẹ, Nhật Tường nói cô yêu nữ đội lốt người đó sắp lột mặt nạ của nó ra rồi. Và hồi trình chúng ta sắp có quả lớn rồi. Mà,
Mẹ, con vừa về tô giới, mấy nhân viên làm việc lâu năm trong ngân hàng lập tức gọi điện báo tin cho con biết. Đó, người phụ nữ đó thực sự bắt đầu ra tay. Cô ta chia ra các bước thực hiện. Bước đầu tiên, cô ta bảo Thái Dương rút hết toàn bộ vốn lưu động trong ngân hàng ra. Bước thứ hai, cô ta bảo Tinh Tinh đem bán tất cả cổ phần dễ dàng với giá thấp. Tiền bán được cô ta đều bỏ túi. Bước thứ ba, bây giờ cô ta đã bắt đầu dùng danh nghĩa của đại ca và ngân hàng đi khắp nơi mượn tiền. Có thể mượn được bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu. Bước thứ tư của cô ta còn đoán được rồi, chính là bốn chữ: cao chạy xa bay. Nào, ăn nhiều một chút. Thái Dương, có phải gần đây ngân hàng rất thiếu tiền hay không? Có người nào bảo con đem tất cả tiền mặt trong ngân hàng điều động ra hết hay không? Bà, sao bà biết được? Có chuyện này hay không? Có thì có. Bởi vì dì Lan nói, quả thật có chuyện này. Nhưng đó chỉ là Tinh Tinh. Đã bán hết cổ phiếu và vàng của chúng ta chưa? Chúng ta lỗ bao nhiêu? Thấp hơn giá thị trường bao nhiêu? Thấp hơn giá thị trường 20%. Đều đã bán hết rồi. Nguyệt Lượng, có người nào dùng danh nghĩa của cha con và ngân hàng đi khắp nơi mượn tiền hay không? Tổng cộng mượn bao nhiêu tiền rồi? Số tiền đó đều vào túi của ai rồi? Tại sao phải mượn tiền? Ngân hàng xảy ra chuyện gì? Bà, tổng cộng đã mượn 820 vạn à. Tiền đều ở chỗ dì Lan. Mẹ, mẹ không cần hỏi chúng. Những điều mẹ nói đều là sự thật. Gần đây con đang xoay sở tiền. Như là dì con muốn mua lại 20% cổ phần trong tay của chị Khúc. Cổ phần của ngân hàng nằm trong tay của chị Khúc chính là một quả bom hẹn giờ. Bây giờ ở chỗ chúng ta đúng thật là có một quả bom hẹn giờ. Nhưng có phải là chị Khúc hay không thì tôi cũng không rõ nữa. Các vị, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến. Không làm phiền gia đình các người ăn cơm chứ? Trình lão phu nhân, sắc mặt bà tốt đấy. Bà chủ đường, lâu rồi không gặp. Tôi nghe nói ông chủ Trình là nhập viện nữa rồi. Vốn dĩ là muốn đích thân đến thăm ông ấy, nhưng lại sợ ông ấy thấy tôi lại không vui. Cô cũng biết con người của tôi có gì nói đó, có lúc đắc tội người khác cũng không biết nữa. À đúng rồi, hộp nhân sâm này tôi đặc biệt mua cho ông chủ Trình bồi bổ cơ thể. Chị Khúc, có gì chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Có phải cô thật sự muốn bán 20% cổ phần cho chúng tôi hay không? Bán cổ phần? Bạn nghe ai nói vậy? Có người nói cô đồng ý bán 20% cổ phần trong tay của cô với giá 1.800 vạn. Các người đừng có nghe người khác nói bậy chứ. Tôi nằm mơ cũng không muốn bán cổ phần đó đi. Bao nhiêu tiền cũng không bán đâu. Tôi còn hẹn bạn uống trà nữa. Cũng gần đến giờ rồi, tôi đi trước đây. Các người đừng nghe người khác nói bậy nha. Đừng Lan, sợ chết tôi rồi. Làm cái gì vậy? Chị Khúc, chị diễn xong chưa? Rốt cuộc chị muốn làm gì đây? Tôi diễn cái gì chứ? Hôm nay tôi đến để đưa quà mà. Hai ngày trước, chính miệng chị đồng ý với tôi bán 20% cổ phần trong tay của chị với giá 1.800 vạn. Bà chủ đường, cô có bị bệnh hay không vậy? 1.800 vạn, bà lại muốn mua 20% cổ phần trong tay tôi. Cô nghĩ tôi ngốc hay sao? Nhưng mà rõ ràng chính miệng chị đã nói như vậy. Tôi nói hay sao? Tôi nói lúc nào? Có phải là cô nghe tôi nói trong lúc mơ không? Tôi nói ở đâu? Nói lúc nào? Ai làm chứng? Hai ngày trước ở Thúy Nguyệt Lâu, lẽ nào chị quên rồi hay sao? Xem ra là cô bị bệnh không nhẹ đâu. Hai ngày trước, sáng nay tôi mới tới tô giới. Tôi đã ở Ma Cao liên tục 3 tháng. Không tin thì các người đi điều tra đi. Cô muốn giở trò gì là chuyện của cô, đừng có lôi tôi ra làm cái cớ. Chị Khúc tôi không dễ động vào đâu. Giống chị có ý tốt đến đưa quà, kết quả lần nào đến cũng bị chọc tức. Đi thôi. Mẹ, mẹ nghe con nói đi. Không cần nói nữa. Rốt cuộc cô nợ nhà họ Trình chúng tôi bao nhiêu tiền? Giao ra đi. Mẹ, người họ Khúc đó là người thế nào? Không phải mẹ không biết. Xin cô giao tiền ra trước. Nhưng trước giờ Dật Phi vẫn luôn lo lắng và 20% cổ phần trong tay của chị ta. Cô câm miệng cho tôi. Hôm nay nếu cô không giao tiền ra, đối với người đàn bà như cô, tôi không có gì để nói hết. Bà.
Tại sao bà lại nói với mẹ Lan như vậy? Tuy rằng con ngốc, nhưng con biết mẹ Lan làm gì cũng đều muốn tốt cho gia đình chúng ta hết. Không được nghi ngờ mẹ. Nguyệt Lượng, đừng nói nữa. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau chóng về phòng. Mẹ, chúng ta khoan hẳn nói chuyện này. Mẹ bình tĩnh trước đi. Con sẽ từ từ giải thích cho mẹ nghe. Con về phòng trước đi. Nguyệt Lượng thiếu gia đã nói với tôi rất nhiều lần. Lúc đó cậu ấy mới 7 tuổi. Tôi nghĩ lời nói của trẻ con không sai bao giờ. Chị Nga, đừng có ngập ngừng ấp úng nữa. Chị nghe thấy gì thì nói đó đi. Lúc đó Nguyệt Lượng thiếu gia nói với tôi, cậu ấy không phải là con của bà cả. Nói tiếp đi. Nguyệt Lượng thiếu gia nói với tôi, lão gia với bà ba đã có tư tình từ trước. Bà ba còn mang thai nữa. Nhưng mà trùng hợp là bà cả cũng mang thai. Không ngờ con bà cả sinh ra đã sớm chết yểu. Lão gia đã đánh tráo con của bà ba với bà cả. Đứa trẻ được đánh tráo đó chính là Nguyệt Lượng thiếu gia. Còn gì nữa không? Hết rồi, hết rồi. Lúc đó Nguyệt Lượng thiếu gia còn nhỏ tuổi. Bà nói xem tôi. Được rồi, không còn gì để nói nữa. Bà đi đi. Tú xảo, Nguyệt Lượng không phải con sinh ra hay sao? Tất nhiên không phải như vậy rồi. Tại sao đến mẹ cũng nói như vậy chứ? Nguyệt Lượng chính là do con đứt ruột đẻ ra. Vậy tại sao Nguyệt Lượng lại nói như vậy? Làm sao mà con biết được? Con nghĩ chắc chắn có người lừa cậu ấy thôi. Để nào Nguyệt Lượng nhỏ như vậy mà tự bịa ra chuyện như vậy được? Tú xảo, tính của con nhát gan lại hay lo sợ, đụng chuyện gì cũng khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Bảo sao người ta không đè đầu cưỡi cổ con được? Thôi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Mẹ, lần này chắc mẹ đã rõ rồi chứ? Không được phi trúng đạn nhập viện, dặn dò đưa hết gia sản cho Đường Lan. Tại sao con phải nói dối lừa mọi người? Mẹ, lẽ nào con không có nhân tính hay sao? Đến lời trong rối trước khi chết của chồng con mà con cũng dám thay đổi. Con không muốn con đàn bà đó đạt được mưu kế của mình. Thật sự làm khó Phượng Bình rồi. Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Mẹ, sức khỏe quan trọng hơn. Mẹ cũng đừng tức giận quá. Mẹ biết. Bây giờ mẹ phải giữ sức khỏe, dùng cái thân già này đấu với cô ta. Cho dù cô ta nói gì, làm gì, mẹ cũng phải chống đối lại. Mẹ phải xem thử đức hạnh của cô ta cao đến đâu, có thể nhịn được bao lâu. Sẽ có một ngày cô ta sẽ bị ép hiện nguyên hình. Nguyệt Lượng à, gần đây cha của anh thế nào rồi? Ông ấy đã xuất viện chưa? Chưa. Bác sĩ bảo ông ấy ở lại thêm một tuần nữa. Vậy gia đình của anh nhất định rất lo lắng. Bà gần đây lạ lắm. Lúc trước tính tình bà ấy rất tốt. Bây giờ chuyện gì bà ấy cũng nhắm vào mẹ Lan hết. Không có chuyện gì cũng chửi, chửi, chửi. Lúc trước tôi rất thích bà, nhưng mà bây giờ tôi không thích bà chút nào nữa. Bạn nữ à, cười lên đi. Nào, chuẩn bị chụp đây. 1, 2, 3. Được rồi. Nguyệt Lượng à, anh đừng như vậy nữa. Tâm trạng người già không tốt, nhất định sẽ bực dọc thôi. Chúng ta tìm cách để bà vui lên nha. À đúng rồi, không phải lần trước chúng ta đi Hương Cảng để chụp rất nhiều hình hay sao? Đã rửa ra hết rồi. Hay là ít hôm nữa gọi Quế qua Hương, chúng ta cùng nhau đến nhà anh xem hình cùng bà được không? Anh xem, bên kia có người chụp hình kìa. Sẵn tiện chúng ta chụp vài tấm đem cho bà xem luôn. Được đó. Anh chụp hình nè.
Nhiều hình như vậy à? Bà xem tấm này đi. Không tệ ha, chỗ này con đi qua rồi. Đẹp thật đấy, đầu tóc như bần sư tử. Tấm này cũng được lắm. Tấm có tảng đá này, gọi là đá nhân duyên. Bà xem, đá nhân duyên. Bà, tấm này chụp ở trường đua ngựa nè. Bà xem, trường đua ngựa. Anh xem, con cũng là lần đầu tiên thấy được nhiều người như vậy đấy. Bà xem tấm này đi, đúng là biết thêm nhiều kiến thức. Tấm này là xe điện ở Hương Cảng. Người ở Hương Cảng đều gọi nó là xe tinh tinh. Phải rồi, đinh đông đinh đông. Chỗ này em hay đi lắm. Con hay đi hay sao? Cái này anh chưa thấy qua. Cái này anh cũng chưa thấy qua. Còn không, còn không, tấm này đẹp hơn. Có, tấm này đẹp hơn nè. Phải đó. Đây. Sao lại giữ lại một tấm? Là gì vậy? Tấm này thì không được đâu. Các cô xem mấy tấm đó là được rồi. Tấm này rốt cuộc là sao vậy? Có bí mật gì? Có gì không thể xem chứ? Không có, đưa chúng tôi xem đi. Đúng vậy, để chúng tôi xem thử. Đúng vậy, có gì không thể xem chứ? Anh xem mấy tấm này đi. Trả lại cho tôi muốn xem. Thì ra là như vậy, gần đây là chúng ta luôn không vui. Hôm nay cuối cùng cũng có chuyện vui. Chuyện gì chứ? Hôm nay chúng tôi chính thức tuyên bố Đem đến đây xem thử. Nguyệt Lượng với Cao Linh Linh yêu nhau. Thì ra là như vậy. Chuyện lúc nào vậy? Nguyệt Lượng, anh được thật đấy. Vậy ca, chuyện này sao lại giấu bọn em chứ? Sao lại không nói với bọn em? Đúng vậy, đúng vậy. Đây là chuyện tốt đấy nhị ca. Đây không phải chuyện tốt gì đâu. Sao lại không nói với mọi người vậy? Phải. Bây giờ con đi gọi điện nói với cha trong bệnh viện. Phải rồi. Đừng gọi. Mọi người hiểu lầm rồi. Nói để cho cha vui. Rất hay mà. Đúng vậy. Đều tại anh đó. Hôm qua xem hình xong lại không sắp xếp lại. Để lẫn vào trong này. Con xem. Con ngại nữa. Tôi làm sao biết được chuyện này? Rõ ràng là do cô sắp mà. Cũng mới đá nhân duyên rồi. Bà thấy quyết định như vậy đi. Đồng ý hay không? Đồng ý. Quyết định như vậy đi. Được, quyết định như vậy. Con thấy hai người họ quả thực rất xứng đôi. Tốt quá rồi. Đúng vậy, xem ra nhà họ Trình chúng ta có hỷ sự. Quế Hoa Hương, cô sẽ không giận tôi với Nguyệt Lượng chứ? Chuyện này có gì đáng giận đâu. Đổi lại là tôi sẽ giận đó. Chúng ta đã từng nói, ba người sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau, mãi mãi là bạn tốt của nhau, mãi mãi không nói đến chuyện yêu đương. Ai mà biết được, bây giờ lại thành ra như vậy. Quế Hoa Hương, cô phải tha thứ cho tôi và Nguyệt Lượng đó. Cô cũng là con gái, cô biết chuyện tình cảm không phải là chuyện bản thân có thể kiểm soát được. Tôi và Nguyệt Lượng cũng đã rất khổ sở để kiểm soát rồi. Chuyện này có gì mà phải tha thứ chứ không tha thứ. Cô yên tâm đi, tôi không để tâm. Cô sẽ không từ bỏ tình bạn giữa chúng ta. Sẽ không tự nhiên từ chức. Sẽ không thôi việc ở ngân hàng đó chứ. Không đâu. Tôi đã hứa với Nguyệt Lượng rồi. Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi vẫn mãi mãi là bạn tốt nhất của anh ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cho anh ấy trong công việc. Tôi sẽ không rời khỏi ngân hàng Vĩnh Nghiệp đâu. Nguyệt Lượng, mẹ Lan, mẹ chưa ngủ hay sao? Sao mà con vẫn còn chưa ngủ vậy? Suy nghĩ chuyện gì hả? Con không ngủ được. Mẹ Lan có chuyện này muốn hỏi con nè. Con phải nói thật với mẹ. Con có thực sự thích Cao Linh Linh hay không? Nhưng mẹ nhớ lúc con vừa từ Hương Cảng trở về, liền cầm hộp nhạc chạy ra ngoài. Mẹ vô tình nghe con nói với Quế Hoa Hương. Ngày đầu tiên tâm trạng của con rất tệ. Ngày thứ hai đỡ hơn một chút. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đến ngày cuối cùng con cực kỳ vui mừng, bởi vì sắp được gặp mặt Quế Hoa Hương. Nhưng lúc đi về từ Hương Cảng đến hôm nay mới có mười mấy ngày, sao có thể đột nhiên từ thích Quế Hoa Hương chuyển thành Cao Linh Linh được?
Đúng vậy. Bây giờ con thích Cao Linh Linh. Nguyệt Lượng, mẹ Lan bây giờ rất lo cho con. Mẹ cứ cảm thấy con có chuyện gì, chuyện gì đó giấu trong lòng không nói ra được. Từ lúc con 7 tuổi, chuyện gì con cũng nói với mẹ. Đêm nằm mơ thấy ác mộng, cũng gọi điện đến tiệm vàng kể cho mẹ nghe. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện gì con cũng không nói. Vậy chứng tỏ chuyện này rất quan trọng. Mẹ không ép con. Khi nào con cảm thấy muốn nói với mẹ thì cứ nói ra. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ, đã khuya như vậy rồi, tìm con có việc gì không ạ? Đường Lan, chúng tôi đến đây khuya như vậy là vì muốn hỏi cô, tại sao cô lại thấy Nguyệt Lượng nên thích Quế Hoa Hương thay vì Cao Linh Linh? Đường Lan, cô không thể không thừa nhận được. Những gì cô nói với Nguyệt Lượng tôi đều nghe thấy rất rõ mà. Tất nhiên, tôi cũng không cố ý nghe cô và Nguyệt Lượng nói chuyện. Tôi vô tình đi ngang qua nghe được thôi. Cô còn chưa trả lời tôi. Tại sao Nguyệt Lượng thích Quế Hoa Hương thì được, còn Cao Linh Linh lại không được? Quế Hoa Hương xinh đẹp, Cao Linh Linh lại càng xinh đẹp hơn. Là vì học vấn của cô ta cao hay sao? Cũng không, hai người đó rõ ràng đều như nhau. Quế Hoa Hương còn từng ngồi nhà lao. Cho nên tôi muốn biết, có phải là có nguyên nhân thứ ba hay không? Bởi vì Quế Hoa Hương là người của cô. Quế Hoa Hương làm vợ Nguyệt Lượng thì cô có thể khống chế cả cái ngân hàng của nhà họ Trình. Có phải không? Mẹ, không phải như vậy đâu. Mọi người đã nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều. Cô đàn bà độc ác, xem như kiếp trước tôi đợi cô cái gì, bây giờ cũng đã trả hết rồi. Đừng Lan, chồng của chúng tôi đã bị cô cướp đi, ngân hàng cũng cho cô quyết định, đến con trai của tôi cô cũng đã cướp đi một nửa. Bây giờ cô còn dám đuổi con dâu tương lai của tôi. Cô thích Quế Hoa Hương, nhưng mà tôi nói cho cô biết, tôi không thích đó. Tôi thấy cô ta là buồn nôn. Lần sau cô ta còn đến nhà chúng tôi ăn cơm, tôi đuổi cô ta đi ngay. Ngày mai Bảo Thái Dương đuổi chị cô ta. Được rồi, được rồi. Đừng tức giận nữa, đừng tức giận. Không tốt cho sức khỏe đâu. Từ từ nói chuyện, đại tỷ. Mọi người ủng hộ con. Con yên tâm đi. Chị ráng nhịn một chút đi. Tôi nhịn đủ rồi. Cô có giỏi thì đến chỗ Dược Phi nói xấu tôi, bảo ông ấy từ tôi đi. Có giỏi thì đi xuống Dược Huyệt Lượng không nhận người mẹ này đi. Đại tỷ, em không biết chị nghe người khác nói gì, nhưng mà giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm. Không sao, chúng ta ngồi xuống nói rõ từng chuyện. Có gì đâu để nói chứ. Một người đàn bà nham hiểm như cô lại đi lừa một đứa trẻ. Nó không phải do tôi sinh mà do cô sinh. Huyệt Lượng lúc đó chỉ có 7 tuổi. Nó chỉ có 7 tuổi thôi đó. Tôi thật sự không dám tin chuyện này. Tôi không dám tin trên đời này lại có người đàn bà độc ác như cô. Tôi không có nói những lời này, còn da mơm. Chính miệng Nguyệt Lượng nói với chị Nga như vậy. Chị Nga vẫn còn ở đây, cô có thể đi đối chất với chị ấy. Đại tỷ, Nguyệt Lượng là con trai ruột của chị. Chị con không hiểu nó hay sao? Nó không phải là đứa trẻ bình thường. Nó sẽ ở một mình trong phòng, tưởng tượng ra những chuyện không hề có thật. Nó sẽ tự biên ra một câu chuyện, sau đó tin vào nó. Đường Lan, Nguyệt Lượng là một đứa trẻ đặc biệt cũng được, bình thường cũng được. Nó là thiên tài hay tên ngốc cũng chả sao. Liên quan gì tới cô? Tôi là mẹ ruột của nó, đó là con trai tôi. Lẽ nào tôi không biết dạy nó hay sao? Liên quan gì tới cô? Đừng đòi tú xảo. Liên quan gì tới cô chứ? Bình tĩnh đi, cô nói đi. Chúng ta đi. Đi đi, đừng đòi, đừng đòi. Người đàn bà độc ác. Đi thôi.
Nguyệt Lượng à, bộ phim lúc nãy không hay hay sao? Không có, tại sao lại hỏi như vậy? Mặc dù bây giờ chúng ta ngày nào cũng ở cùng nhau, không ăn cơm thì xem phim, nhưng mà em cảm thấy hình như anh không được vui. Người khác yêu đương cũng không giống thế này. Em cũng không biết chúng ta bây giờ có phải là đang yêu nhau hay không nữa. Anh không phải là người bình thường mà. Tên say rượu, tên say rượu. Sao vậy, đừng sợ mà. Hắn ta là tên say rượu hôm đó hả? Tên kia không được đi, đứng lại. Đừng kích động, người đó không phải anh ta đâu. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em bây giờ cứ gặp người say rượu là sẽ sợ. Sợ họ sẽ lao vào người em. Đừng sợ, đừng sợ. Đừng sợ mà. Hắn ta đi rồi, đừng sợ. Không sao rồi, không sao rồi. Đừng sợ. Đừng sợ mà. Đừng sợ. Nguyệt Lượng, tại sao lại ở đây? Tôi đến tìm cô đó. Người nhà nói cô không có ở nhà. Tôi đã ở đây đợi cô. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đến để nói cho cô biết rằng tôi thật sự đến với Cao Linh Linh rồi. Tôi biết mà, mọi người ở ngân hàng đều biết. Vậy tại sao cô lại không hỏi tôi chuyện này? Thì có gì để hỏi đâu. Anh thích là được rồi. Có điều tôi vẫn là bạn tốt nhất của anh. Mãi mãi là như vậy. Còn nữa, sẽ tiếp tục làm việc ở ngân hàng. Trừ khi anh không đồng ý. Tôi đồng ý, đồng ý, đồng ý mà. Tất nhiên là tôi đồng ý. Còn nữa, nếu tôi làm tốt, anh phải nói chị Lan thăng chức cho tôi, tăng lương cho tôi. Có biết chưa? Biết rồi. Tôi biết rồi. À đúng rồi. Hộp nhạc này tôi biết, nó thật sự đắt đắt. Giống như hôm qua tôi muốn trả lại nó cho anh, nhưng mà nhất thời tôi quên. Bây giờ tôi trả lại nó cho anh. Dù gì Vi Phóng cũng thích hộp nhạc này, đem tặng cái này cho cô ấy. Tạm biệt Nguyệt Lượng.
Quế Hoa Hương, cô đánh chữ nhanh thật, có thể tham gia cuộc thi đánh chữ rồi đó. Bình thường thôi, bây giờ tôi không quen tay. Lúc trước nhanh hơn. Nhanh thật. Quế Hoa Hương, đại thiếu gia. Được đấy, nhanh vậy đã đánh xong rồi. Tinh Tinh, à đúng rồi, tôi có ghi thêm vào trong vài câu chào hỏi đó. Không phải là anh nói Robin tiên sinh rất thương hai cô con gái của mình hay sao? Tôi biết con gái của ông ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp, như vậy chắc ông ấy sẽ vui lòng lắm. Nào, anh xem đi. Rất tốt, thế này đi. Phiền anh ký tên giùm tôi. Được. Tôi nói này, buổi chiều 3 giờ rưỡi Robin tiên sinh sẽ đến văn phòng. Đến lúc đó cô đưa bức thư này cho ông ấy. Cô nhớ nhất định phải khen khéo vài câu để ông ấy gửi tiền vào ngân hàng chúng ta, biết không? Tôi biết rồi. Cao Linh Linh, tôi cũng đang tìm cô đó. Bức thư này đã đánh xong rồi, cô không cần đánh nữa. Quế Hoa Hương đã đánh xong. Cô giúp tôi đối chiếu tài khoản là được. Được. Cảm ơn cô Quế Hoa Hương. Đại ca, hợp thôi. Được rồi, đi thôi. Quế Hoa Hương, cô vào ghi chép giúp tôi nha. Dạ được. Cao Linh Linh, Quế Hoa Hương, không phải là cô đi đưa thư cho Robin tiên sinh sao? Sao mới đây đã về? Cô có thấy bức thư đó của tôi không? Bức thư nào? Bức gửi cho Robin tiên sinh đó. Cái gì? Cô nói rõ một chút đi. Bức thư đó không phải ở trên tay của cô hay sao? Đã 4:30 rồi, sao cô vẫn chưa đem nó đi vậy? Có phải là cô đã đổi thư của tôi thành giấy trắng rồi bỏ vào trong phong thư không? Cô có ý gì chứ? Cô nghi ngờ tôi. Tôi vừa mới hỏi Tiểu Thanh, cô ấy nói cô lục lọi ngăn kéo của tôi. Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi không có keo nước nên mới mượn của cô. Hơn nữa, tại sao tôi phải trộm thư của cô? Bây giờ tôi với Nguyệt Lượng yêu nhau. Ngân hàng này là của cha Nguyệt Lượng mà. Ngân hàng này tổn thất thì tôi được lợi gì chứ? Cô nói đi. Hai người nói gì vậy? Quế Hoa Hương, hôm nay tôi bảo cô đi đưa thư. Ông ấy xem thư xong có nói gì không? Robin tiên sinh không hề đọc bức thư đó. Tôi cũng không biết tại sao bức thư đó lại trở thành giấy trắng. Ông ấy nói sẽ không gửi tiền ở chỗ chúng ta. Tại sao lại thành ra thế này? Tôi cũng không biết. Quế Hoa Hương, tại sao cô lại sơ ý như vậy chứ? Có phải là cô bỏ nhầm giấy trắng vào trong phong thư không? Cô thế này chẳng phải việc làm ăn này coi như xong rồi sao? Mọi người đừng trách Quế Hoa Hương nữa. Tôi cũng có lỗi trong đó. Nếu không phải do tôi làm chậm, Quế Hoa Hương sẽ không làm nhiều việc như vậy. Cũng sẽ không lúng túng mà làm sai. Hay là bây giờ tôi đi đánh một bức thư năn nỉ Robin tiên sinh, xem có thể kéo lại mối làm ăn này không? Được rồi, không cần. Tôi tự gọi điện giải quyết. Chuyện như vậy mà cũng không làm xong. Trình phu nhân, bà gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Nhất định phải có chuyện gì mới có thể hẹn được cô ra sao? Không phải. Cô bây giờ là bạn gái của Nguyệt Lượng. Chúng ta sắp trở thành người một nhà. Cô làm việc ở ngân hàng thế nào? Đường Lan đối xử với cô có tốt hay không? Giám đốc Đường đối xử với tôi rất tốt. Công việc của tôi cũng rất tốt. Rất thuận lợi à? Cô sao vậy? Tại sao lại khóc rồi? Có phải có ai ức hiếp cô hay không? Linh Linh,
Cô quốc ức gì cứ nói ra cho tôi biết. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác là cô nói. Tôi... Mẹ, tại sao mọi người lại đột nhiên đến ngân hàng vậy? Mau ngồi xuống đi. Hôm nay chúng tôi đến ngân hàng để yêu cầu một việc. Chúng ta đều là phụ nữ, tôi không vòng vo. Lập tức đuổi chị Quế qua Hương đi. Tại sao vậy? Tại sao phải làm như vậy chứ? Trong ngân hàng có vài nhân viên làm việc lâu năm gọi điện cho mẹ phản ánh tình hình. Họ nói từ khi cô tiếp nhận ngân hàng Vĩnh Diệp, quan hệ nhân sự trở nên rất phức tạp. Đặc biệt là cái cô Quế Hoa Hương, cô ta đố kỵ Cao Linh Linh với Nguyệt Lượng ở cùng nhau, lúc nào cũng đối đầu với Cao Linh Linh. Nếu như có công lao, cô ta liền tranh công. Nếu như làm sai chuyện gì thì lại đổ lên đầu của Linh Linh. Không có đâu, Quế Hoa Hương không phải là người như vậy. Là ai ở đây cố tình gây chuyện hả? Ba người họ vốn dĩ là bạn tốt. Cô đừng có nói lời thừa thãi như vậy. Hai người con gái với một người con trai, cả ngày dính lấy nhau, có thể không có chuyện gì hay sao? Mẹ, thật sự xin lỗi mẹ, con không thể đuổi việc Quế Hoa Hương. Cho dù thế nào, tôi cũng là chủ nhân của nhà họ Trình. Bây giờ tôi xin cô, có thể để mặt của bà già này được không? Mẹ, chuyện trong nhà do mẹ làm chủ, nhưng mà đây là chuyện ngân hàng, vẫn phải nghe theo con. Con thật sự không thể làm như vậy được. Ngân hàng Vĩnh Diệp của chúng ta trên dưới mấy trăm nhân viên, một Quế Hoa Hương nhỏ bé là cái thá gì chứ? Không phải chỉ là một nhân viên bình thường sao? Nếu như cô lập tức đuổi việc cô ta, vậy thì chuyện giữa chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nếu như cô kiên quyết bảo vệ cho cô ta, đồng nghĩa là việc cô đối đầu với bà già như tôi đây, tuyên chiến với ba người chúng tôi. Có đuổi hay không, cô mau ra quyết định đi. Đường Lan, chúng ta đấu thế nào là chuyện của ba người phụ nữ chúng ta. Xin cô đừng lôi Nguyệt Lượng vào chuyện này. Nó rất yếu đuối. Không phải cô muốn nó lại trở thành như trước kia hay sao? Thật sự xin lỗi, trước giờ tôi chưa từng tranh đấu với các chị. Mọi người đừng ép tôi. Chuyện này tôi sẽ không đồng ý. Tôi phải làm việc đây. Tôi còn có việc phải làm, không tiễn. Bây giờ mày biết nên làm thế nào rồi. Nguyệt Lượng à, con trả lời mẹ Lan đi. Có phải gần đây con với Quế Hoa Hương và Cao Linh Linh có xích mích gì hay không? Không có. Tại sao lại hỏi như vậy à? Họ muốn mẹ đuổi việc Quế Hoa Hương. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại phải đuổi việc Quế Hoa Hương? Không được đuổi việc đâu. Trong nhà đã đủ loạn rồi, họ muốn làm cái gì vậy? Không được đuổi việc cô ấy. Nguyệt Lượng à, con đừng kích động như vậy nữa. Không sao đâu, mẹ đã từ chối bọn họ rồi. Mẹ sao không đuổi Quế Hoa Hương? Họ muốn làm cái gì nữa vậy? Hết lần này tới lần khác làm khó cho mẹ Lan. Con, nếu là con nhất định sẽ nhốt mình trong phòng. Con sẽ không ra ngoài đâu. Cả đời này con cũng không ra ngoài đâu. Được rồi Nguyệt Lượng, con bình tĩnh đi. Con không thể bình tĩnh như mẹ được. Không phải con nói con còn phải làm việc lớn, muốn làm nhà ngân hàng hay sao? Con phải kiểm soát bản thân, kích động sẽ khiến cho con bị thiệt. Ngồi xuống đi con. Nào ngồi xuống. Con nhất định phải ghi nhớ lời cha dặn. Ông ấy nói khó khăn chính là bạn của con đó. Con không cần sợ chúng đó. Mỗi lần gặp chúng đó, chúng đó sẽ dạy cho con một vài thứ. Nếu như mỗi lần con gặp chúng đó, con đều giống như bây giờ, không biết phải làm sao, lúng túng cả lên, vậy thì con sẽ chẳng học được gì. Con sẽ phụ lòng những người bạn đi. Sau này làm sao mà làm nhà ngân hàng học được? Hình như con đã hiểu được rồi. Có điều gần đây hình như nhiều bạn đến quá, con không quan tâm được hết.
Thật sự không quan tâm hết được. Thật sự nhiều vậy sao? Được đó, vậy con giới thiệu vài người bạn cho mẹ Lan quen với. Bình thường mọi người đều rất vất vả. Đâu có, nên làm thôi. Chuyện gì? Tăng làm thôi, nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Mẹ nói với con đi. Dì Lan. Mẹ, mẹ gọi nhiều người đến như vậy, có chuyện gì gấp sao? Các vị, Trình lão phu nhân và Trình phu nhân mời mọi người đến đây là có hai chuyện cần tuyên bố. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đường Lan không còn là tổng giám đốc của ngân hàng Vĩnh Nghiệp nữa. Tại sao vậy? Chúng tôi không cần có trách nhiệm với cô ta. Đồng thời, Đường Lan cũng không còn là người của nhà họ Trình. Sáng mai chúng tôi sẽ đăng báo cắt đứt mọi quan hệ.